Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, tình trạng thiếu cân ảnh hưởng đến sức khỏe của người nghiêm trọng hơn cả thừa cân. Đây cũng là một trong những nguy cơ cao dẫn đến tử vong. Kết hợp trích xuất các thành phần có từ thảo dược, các nhà khoa học đã thành công trong việc tìm ra giải pháp hỗ trợ hiệu quả việc thiếu cân. Dựa trên cơ chế hoạt động theo triết lý giải quyết tận gốc rễ của vấn đề khó tăng cân, viên sủi tăng cân Rim Lipo với thành phần chính gồm canxi gluconate, calcium 49, L-lysine cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất, được xem là giải pháp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp người sử dụng ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân hiệu quả và tăng cường sức đề kháng. Rim Lipo ấy, thì nó có mấy cái thành phần như thế này. Thứ nhất là cái sâm bố chính, là nó bao gồm rất là nhiều các cái vi khoáng và đặc biệt thì nó có rất là nhiều những cái thành phần về axit amin cần thiết. Các nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng là khi mà đưa một cái chế độ ăn tăng cân ấy, mà có thêm lysine thì hiệu quả có thể tăng thêm khoảng 40%. Được ứng dụng công nghệ chiết xuất tinh lọc hiện đại, sản phẩm Rim Lipo bào chế dưới dạng sủi, có vị ngọt và hương vị dễ chịu, hòa tan với một lượng nước lớn, giúp khi đến dạ dày sẽ hấp thu nhanh, tác dụng hiệu quả trong tăng cường chức năng chuyển hóa và trao đổi chất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.